Xin chào tất cả các bạn. Ở giaii đoạn đầu mình cũng không chọn cái gì cả. Đó, được cái con Lunox. Chắc là mình sẽ chơi đội hình chiêm tinh nhỉ. Có lẽ là vậy. Và mình sử dụng cái con chỉ huy Brown nhé. Tắt cái tự sắp xếp đi đã các bạn. Đó, rồi ok. Đấy, thật ra là hôm nay mình tranh thủ làm video các bạn. 2 tuần nay không có video để đăng rồi. Đội hình chiêm tinh thì không biết là sẽ kết hợp với đội hình nào nó sẽ hợp lý nhất đó. Mà sao nó lại búp cho con ID Tail nhỉ? Tính ra con Lunox nó sẽ phải khỏe hơn đúng không? Mình sẽ lấy cái hoa đá nhé. Vậy thì cho Lunox đó, bây giờ có đồ chắc chắn là nó sẽ búp cho Lunox rồi. Ở giai đoạn đầu này bây giờ đợi xem ra gì thôi, xong rồi mình sẽ chọn tiếp. Như vậy thì cứ để nguyên rồi các bạn nhỉ. Trong giai đoạn đầu này các bạn cứ check thử xem những đội hình của các bạn khác, ví dụ như là nếu mà có thể thấy ai chơi chiêm tinh, tầm 2 bạn chơi chiêm tinh thì thôi, mình cũng chuyển qua đội hình khác đó. Nhưng mà nếu mà trong giai đoạn đầu ấy, ví dụ như không chọn mà ra được chiêm tinh như này này, kể cả đội hình nào cũng thế thôi các bạn, thì các bạn cũng thử chơi đội hình đấy đó, xem nó có thể kết hợp với đội hình nào hợp lý nhất thì cứ cứ kết hợp. Như ở đây thì cũng chưa thấy ai chơi chiêm tinh các bạn. Rồi khỏe phết nhỉ, chả khác gì đội hình siêu nhân cả đúng không, ở trong giai đoạn đầu này này. Rồi thiếu 1 vàng nữa là sẽ đủ lợi tức 10 vàng các bạn. Rồi mình được cộng thêm 5 vàng, vậy thì có 14 vàng. Lấy ai theo về nhé. Đấy. Cũng chưa thấy ai chơi chiêm tinh các bạn. Mà thôi cứ chơi đi. Có nghĩa là để 1 2 turn nữa, turn sau nếu mà mình vẫn còn 100 máu thì sẽ bán máu đó. Còn hiện tại thì cứ để vậy. À mà không biết giai đoạn đầu mình giới thiệu cho mình dùng chỉ huy Brown nhé. Cùng với cái nội đại thứ nhất đó. Nó sẽ cầm lặng những tướng đối phương có nhiều trang bị nhất ấy. Có nghĩa là loại bỏ đi 12 giây tất cả các trang bị. Chơi cái con này nó nhàn. Vậy tuần này chắc mình thua các bạn. Ui. Con Lunox khỏe phết nhỉ. Đây. Không biết có ăn được không. Nếu mà ulti được ăn được rồi các bạn. À đây. Vẫn còn 100 máu. Như vậy thì tuần sau. Tuần sau chắc là mình sẽ bán máu các bạn. Đây, bây giờ tuần này bán máu này. Lấy con Matiz về để này thôi. Cũng không ai chơi chiêm tinh, mình sẽ bán máu nhé. Đó. Quan trọng là giai đoạn đầu này phải chọn đội hình cho nó hợp lý thế thôi. Rồi. Đi 11 máu. Đó, tóm lại là nếu mà để ở 100 máu thì hơi khó chọn đồ nên là mình cứ bán đi. Tân này được cộng thêm 9 vàng nữa. Cái này cũng ổn. Vẫn không có ai chơi chiêm tinh các bạn. Đấy. Nếu mà chơi chiêm tinh thì bây giờ không biết là sẽ kết hợp với đội hình nào cho nó đẹp. Có thể là sẽ dựa vào tí nữa có thiên phúc gì thì mình sẽ kết hợp vào đấy. Có lẽ là như vậy, chiêm tinh thì đi với quỷ tộc hoặc với sát thủ, xong là búp cho một con, ví dụ như là cứ tí nữa xem con nào khỏe nhất là mình sẽ chọn đồ. Bây giờ các bạn mà để lại được đồ gì mình sẽ dùng thì thôi. Rồi thế mình sẽ lấy cái quyển sách nhé. Mà quyển sách tên cái gì, tên gì mình cũng quên rồi. Quyển sách này chắc là có thể cho Lunox hoặc ai đi theo. Tóm lại con nào lên khỏe mình sẽ dồn cho nó các bạn. Mở slot ra thế thôi. Đó, đây là những cái cơ bản nhất rồi. Ai đi theo này. Ui, còn lên được thiên phúc. Lên thiên phúc xạ thủ chứ. Cũng được nhỉ. Cho thêm Fanco vào thì để gọi là tăng thêm một tí chống chịu thế thôi. Trước ra Fanco mình cũng sẽ xác định là không không chơi nhé. Đó. Vậy thì bây giờ ai đi theo nó khỏe nhất. Nên là đồ cứ để cho ai đi theo thôi.
Ok. Uầy. Phê nhỉ, nhìn ai theo bắn được, ai theo mà cho lên được 6 xạ thủ nữa chắc đẹp hơn các bạn. Nhưng mà con ai theo bắt buộc phải có đồ hút máu, cái móng vuốt hát ấy. Khi mà lên được 6 xạ thủ nó có móng vuốt hát, xong là thêm một hai đồ tanh cho nó cũng được. Nó bắn nhanh xong là gây ra lượng chí mạng nó lớn các bạn. Rồi, từ tuần này trở đi ấy, mình có nghĩa là phải chú ý tập trung và không không để không muốn để thua nữa các bạn. Không là sẽ khó nằm trong top 4. Đó. Rồi có luôn nấp này. Lấy quan quản đi các nha các bạn nhé. Vậy mình sẽ bán con Fanco đi đó. Cho quan quản vào để như này nó sẽ tối ưu hơn các bạn. Nó sẽ khỏe hơn so với cho con Fanco tại vì bây giờ đã kích hoạt được 3 xạ thủ mà. Rồi. Thôi cứ đợi đợi xem tuần này đã. Tuần sau mình sẽ cho con Lunox vào nhé, nó sẽ khỏe hơn. Rồi. Ui, con Iritail bắn nhưng mà vẫn hơi chậm đúng không? À, cái con Moscow của bạn mà sử dụng cái con chỉ huy Dubi ấy, là bạn này chắc chắn là sẽ rất là khỏe. Đó, chỉ huy Dubi xong là cùng cái nội tại thứ nhất ấy. Cái con Luffy ấy. Đấy. Cứ mỗi lần con tướng cho tướng nào mà tướng đấy nó nhảy hoặc là di chuyển là nó sẽ thả cái bom xuống đó, xong là làm choáng trong vòng 2 giây ở cùng hàng thế thôi. Ok, bây giờ mình cứ roll tiếp nha các bạn nhé. Ai đi theo này, lấy về quan quản này, lên thiên phúc nào. Ui, không lên được. Cũng phải dựa vào nhân phẩm nữa các bạn, nhân phẩm tốt là nó sẽ rất là ổn thôi, chứ nhân phẩm mà không tốt xong một tướng nó cũng chả thấy ra, với cả mà các bạn khác chơi trùng đội hình nữa là sẽ hơi khó đó, nên là trong giai đoạn đầu cũng cần cố gắng là phải check nhá. Rồi chẳng lẽ mình lên 6 xạ thủ nhỉ, đợi ra cái gì đây? À vậy mình sẽ lấy cái gươm tuyệt vọng các bạn nhé, gươm tuyệt vọng là ổn hơn này đúng không, kiếm giết quỷ tính ra cũng được nhưng mà gươm tuyệt vọng cho quan quản hoặc ai đi theo là nó cũng sẽ rất là ổn đấy. Giờ dựa vào ai đi theo hết thôi nên là cứ dồn cho ai đi theo, xong về sau có thể là Lunox cái này. Trời ơi Lunox mà lên được quả thiên phúc nữa đẹp, chuyển cái bùa mê hoặc sang cho Lunox nhé. Rồi các bạn cứ roll thôi, Karina rồi đây, cho Karina vào. Còn sắp xếp trong giai đoạn đầu này cứ đặt như nào các bạn cảm thấy hợp lý nhất là cứ xếp thế thôi. Cũng chẳng có mẹo hoặc là phải xếp như nào cho nó phải chuẩn cả. Chỉ còn lúc đấu 1-1 hoặc còn ba bạn trong bàn cờ ấy, lúc đấy các bạn check xong và xếp như nào để tránh những cái con tướng các thứ kia là tính sau, chủ yếu về giai đoạn cuối. Còn gặp đội hình siêu nhân này xếp nào cũng thế thôi thật. Nó tìm những cái con khỏe nhất mà nó đánh thì khỏi phải sắp xếp nhé. Rồi Karina của bạn này, rồi thế là vẫn thua mình. Ok ôi bạn này khỏe ghê nhỉ. Đây tí nữa lên được Moscow 3 là rất là khỏe các bạn. Rồi mình cứ roll tiếp thôi. Không ra thêm một cái con Matisse nào. Nhân phẩm không không được tốt lắm các bạn ở trận này đúng không? Đáng lẽ roll nhiều này cũng phải thấy xuất hiện cho mình một hoặc hai con nhỉ. Rồi. Mình ấn quen tay các bạn, thật sự thế, cũng không phải hẳn là phải là check đâu nhưng mà nói chung là cũng là check, cũng là xem để tránh bị trùng kiểu ngửa tay. Bạn này sao lại cho nếu mà con Agus bạn lên được 3 ấy, thì dồn cho Agus chém cũng được. Nhưng mà như này là không thể ăn được mình. Đấy.
Ok, trong giai đoạn đầu này có vẻ ra thuận lợi các bạn. Chẳng biết về cuối nhân phẩm như nào. Đó. Mình thắng liên tục nãy giờ ấy. Trời, bạn còn Linh nữa. Đây. Linh của chim à, Linh của tinh linh. Mình cứ roll thôi. Đấy, mai vừa nãy nói bây giờ mới có một con Matisse. Vẫn không có cái nữa. Không thể hiểu nổi được. Các bạn không có ai chơi phép nhỉ? Như vậy là cũng rồi. Như vậy mình cứ lên sát thương vật lý hết là đẹp các bạn. Xong là có con Karina về khắc chế là được. Đấy. Mình còn nhớ chắc là video lâu rồi mình làm về con Lunox mà đúng một mình đợt đấy Lunox nó bá đạo các bạn. Tuần này chắc khéo lại thua. Thua. Một mình con Lunox nó sẽ cân hết, chỉ cần level 2 thôi cho hai đồ ấy. Ui. Đỉnh cao thật sự. Cái à đây vẫn hòa. Quay video top 1 với 100 máu hay sao ấy. Cái đấy là mình dồn hết đồ cho Lunox các bạn. Trận đấy Lunox nó cân hết với cả đợt đấy là meta nó là chiêm tinh sau Lunox nó rất là khỏe. Đấy. Cái kiểu những cái phiên bản mới lâu lâu nó bị thế. Giờ mình đứng tận vị trí thứ 7 này là khó. Để dư được đồ gì là mình cứ lấy vậy thôi. Cái lưỡi gươm Mao Linh rất là đẹp này, không lấy để mình lấy nữa. Trời, bạn chọn rồi. Vậy lấy cái mũ vệ thần bầu trời nhá. Đó. Cái này cũng ổn. Mũ vệ thần bầu trời tính ra cũng khỏe các bạn. Và cứ sau đợt mở vận mệnh các bạn mở slot ra vậy thôi. Chẳng có gì thêm nữa. Rồi, cho con nốt con ai thêu vào. Tăng thêm một tí sức mạnh. Các bạn trận này chơi cũng đều đều phết. Mà cũng chả biết nào. Có khi có bạn về cuối các bạn có vẫn lật kèo. Cái tầm còn một máu hai máu vẫn top 1 bình thường mà đúng không? Ui. Bạn lên được hẳn Moscow 3. Ghê gớm thật sự. Đây quyền nhỉ. Bây giờ mình đang không biết là sẽ lên với 6 6 xạ thủ các bạn. Nhưng mà phải lên được 6 chiêm tinh trước đúng không? Rồi. Cơ bản Lunox bây giờ nó cũng khỏe rồi, khi lên 2 cũng được. Còn con này đi theo bây giờ nếu mà muốn nó khỏe hẳn thì phải có cái móng vuốt hát. Trời, có bạn Pandu, bạn còn lên được cái con Dirat 3 rồi. Rồi, cứ chiến thắng như này là cũng ổn, sẽ có cơ hội nằm trong top 4 ai theo này lấy về Karina nữa. Rồi cứ roll thế thôi, để cho trên 20 để cho có trên 20 20 vàng nhé bạn nhé. Hơi tù nhỉ. Mai không thấy bình thường mà nhân phẩm tốt ấy các bạn roll đến như này ấy, chắc chắn là sẽ được cái con Matisse 3 rồi, thực sự là như vậy. Nhưng mà trận này cũng chẳng có ai chơi Matisse mà vẫn hơi khó. Đó. Thế thôi. Cứ đợi. Chả biết là một hai turn nữa nó sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện tại là mọi thứ vẫn đang ổn. Trời, Dirat 3 này. Mình cảm giác đội hình mình khỏe hơn nhưng mà bạn có cái con chủ lực Dirat. Vãi Gatoka. Xong rồi các bạn. Chắc turn này đi rồi. Hiện tượng thua dần dần đến rồi. Vãi con Dirat. Trời ơi. À. Được con Dirat 3 khỏe. Cũng được nhỉ. Quan quản lấy về nhá. Cứ roll thôi xong rồi sau tên này. Rồi. Có thể là mình sẽ kết hợp thêm nữa. Mạng hơi lag kết hợp thêm cho Mia và thay con Ayrithel đi các bạn. Có thể là sẽ chơi 6 6 xạ thủ cũng được. Đó. Rồi, xuất hiện được đồ như vậy mình sẽ lấy lưỡi gươm Mao Linh nha các bạn nhé. Mình rất thích cái lưỡi gươm Mao Linh này bây giờ. Đó, và lấy thiết bị nhân bản.
Lygamaling chắc dồn cho Lunox thay bằng cái hóa đá. Thực sự là Lygamaling nó làm cho tướng của bạn biến thành con leo min trong vòng 5 giây ấy. Cũng rất là ổn các bạn. Xong rồi sau mỗi turn này các bạn mở slot ra vậy thôi. Rồn hết đi nhỉ. Nhưng mà nên để lại trên 10 vàng. Không tí nữa về sau khó hồi các bạn. Giờ bây giờ dựa chủ yếu là vào con Lunox hết nhé. Nếu mà tí nữa con Karina lên được 3 là mình sẽ lại dựa vào hết con Karina thôi. Đó. Nó là như vậy thôi các bạn. Ok, không biết sẽ thế nào đây. Ui, Lunox ulti này cũng được nhỉ. Rồi win được bạn này rồi nhá. Như vậy là cái cơ hội nằm trong top 4. Các bạn cứ chơi một cách bình thường đối với đội hình chiêm tinh như này cũng được. Thực sự là rất nhiều đội hình khỏe nhưng mà như này cũng ổn. Bây giờ mình cũng trả roll nữa các bạn. Cứ để như này thôi. Để 21 vàng này để có cái lợi tức mà. Mấy hôm nay thời tiết lạnh nên là nói thật là ngồi ngồi chơi nói này cũng cũng chỉ dùng một tay thôi, nữa thôi các bạn. Một tay phải đút túi áo. Rồi. Ui. Mấy bạn lên được đến những cái giai đoạn này nhá mà các bạn được lên lên được một hoặc hai con ở level 3 có nghĩa là 3 sao ấy, nó sẽ rất là khỏe, có thể sẽ cần được hết các bạn. Đây như con Moskov này. Đấy. Bắn nhanh cực kỳ đúng không? Đây bạn này còn chưa có đồ cho Moskov, toàn mấy cái đồ đồ này mấy cái đồ chưa hợp lý. Moskov nguyên đồ tốc đánh với đồ hút máu nó đẹp. Đấy, sát thương vật lý là chỉ có như vậy thôi. Hoặc là Moskov này cho cái nội tại của con Dewey đấy, lấy cái con Luffy vào. Roll tiếp thôi các bạn. Rồi, Karina đi rồi. Như vậy là sẽ dồn đồ cho Karina nhé. Đó. Giờ là phải dựa vào Karina các bạn. Cho nó thêm cái cho bùa mê hoặc được không? Như này cũng được nhỉ. Thế thôi. Thực ra bây giờ mình biết rồi. Đấy là bây giờ các bạn check là các bạn tự biết nhé. Xem nhiều các bạn nhìn đây toàn sát thương vật lý phải không? Nên là cứ dồn hết đồ cho Karina đẹp. Hoặc là nếu mà đội hình mình khỏe hẳn ấy, thì dồn hết đồ cho con Ahitheo đó. Bây giờ kiểu hơi lag lag các bạn. Pin yếu lag xong rồi máy nóng nữa. Liệu còn nổi không nữa đây. Chắc là thua rồi các bạn. Rồi. Đội hình tinh linh. Còn mấy con có tí máu, có chấm máu nữa thôi. Mà thua 26, mình mất hẳn 26 máu. Rồi. Cả cái nhân bản này mình cũng thua bạn này nốt. Trời ơi, bây giờ phải sớm lên được 6 tinh linh các bạn. Chỉ có như vậy thôi. Hoặc lên được một con nào level 3. À không phải level 3, cứ anh nhầm 3 sao ấy là nó sẽ ổn. Đấy. Rồi cái băng thạch này không lấy là chắc chắn là mình lấy các bạn. Băng thạch nhiều lúc tùy từng trường hợp thôi. Về cuối thì có thể lấy tăng sức chứa, nhưng mà trong giai đoạn như này nên lấy băng thạch nhé. Đó. Mạng, không phải mạng yếu mà là Karina rồi cũng ổn. Đờ mà lại mà tít, đờ mà lên được được thêm một con Ahitheo nữa đẹp. Mình sẽ dồn hết đồ cho Lunox thử xem nhé, không biết có ổn hay không nữa. Karina mong là phải lên được Karina 3 các bạn. Hoặc là tí nữa có thể lên được Ahitheo 3 đó. Bây giờ chỉ dựa vào ba con này là chính thôi. Nhưng mà phải lên được 6 chiêm tinh đã. Không lên được thì cũng vẫn gọi là phế thôi các bạn. Trời ơi, tân này không biết ăn nổi không nữa đây. Quay băng thạch ra lợi đúng không? Đấy đấy. Cũng được các bạn, cứ chém vào những cái tướng mang băng thạch là tướng đó sẽ bị chậm. Đó, xong là ví dụ Lunox này. Nó lại tăng thêm mana nhanh hơn. Rồi. Vậy mà mình đã thắng được bạn này nhá. Vừa nãy nhân bản mình thua. Bây giờ cứ từ từ
Không phải gọi từ từ, bây giờ phải tập trung các bạn ạ. Roll đi. Rồi, vậy mình sẽ cho ID theo lên 3 đi. Đấy. Cứ phải như này đó các bạn, không là về không không mà cứ để dành là tí nữa sẽ khó. Cho nốt cái bùa mê hoặc. Thế thôi, để cho ulti nhanh mà. Cho thêm con Matiz vào nhá. Mong là tuần sau nữa hoặc là sau đợt đánh quái là mình sẽ lên được 6 chiêm tinh. Lúc đấy nếu mà thấy Matiz, à không phải, thấy con ấy theo mà không hiệu quả, mình sẽ lại dồn hết đồ cho Kalina. Chắc là như vậy thôi. Đó, chứ không phải là ID theo 3 là đã khỏe đâu, vì Kalina nó khắc chế được, kể cả Kalina 2 các bạn cho đồ cũng được nhé. Rồi nhân bản của mình. Vậy nếu mà tí nữa gặp bạn này mình sẽ phải dồn hết đồ cho Kalina các bạn. Đây, chắc là thua rồi. Nếu mà Kalina mình có đồ hoặc Kalina 3 là chém một hai nhát là con Moscow mày đi luôn rồi. Đấy. Bây giờ chỉ dựa phân tích xong rồi nhìn thôi. Mia cứ lấy về thôi, chắc là trả lên được Mia 3 các bạn. Xong cứ roll thôi, rồi Kalina này. Thôi cứ lấy Kalina về đi nhỉ. Mia chắc trả lên 3 được, bán Mia đi nhé. Đấy, như vậy cũng được. Mong là sau tuần này mình sẽ lên được 6 chiêm tinh các bạn. Mở slot xong là phải thấy con Baddang hoặc con Odette. Baddang hoặc Odette thì thôi. Odette thì cơ hội nó cũng vẫn có xuất hiện nhưng mà nó ít hơn con so với con Baddang. Tại vì Baddang 4 4 vàng mà Odette tận là 5 vàng mà. Bạn này chốt lại là giờ chỉ có dồn hết đồ cho Karina được các bạn. Lấy cái gì cho nó đẹp đây? Chắc là pha lê sát thủ nhỉ. Lấy cái khiên bất tử là đẹp. Rồi, Odette đây rồi. Mở slot ra vậy thôi. Hay là mình sẽ thay Karina vào, cứ roll hết đã nhá. Karina này, roll gì nữa. Rồi, kệ để như vậy thôi. Cho thêm Karina này vào. Giờ chắc là dồn, thôi cứ tạm tin cái con ID theo trước đã. Đó, chẳng biết sẽ như thế nào đây cái turn này, kiểu lạnh không chơi nhiều lúc bối rối không các bạn. Có thể vẫn ăn được nhá, cũng được nhỉ. Nhưng mà bạn kia còn hẳn 59 máu liền, gặp bạn này mình ăn ăn được. Còn bạn Pandu nữa không đủ vàng. Cứ để như vậy đi bạn. Có thể là tí nữa lên được 6 lên được 6 sát thủ lên không thôi. Đổi đồ từ Rung Nóc sang cho Kalina cũng không hợp lý. Như này cũng được. Bây giờ chỉ còn biết dựa vào hai con Karina thôi các bạn. Nếu mà về cuối Karina lên được 3 hết nữa thì khỏe. Karina thì cho cái mũ vệ thần bầu trời này để hồi máu. Dựa vào hai con Karina hết rồi. Đó, còn ID theo là nó được được đừng bắn nó sẽ rất ổn. Trời, tên này lại thua rồi. Xong rồi các bạn. Rồi, đấy, biết ngay là thua mà. Thế thì chỉ có tin tưởng vào Karina được các bạn. Chỉ còn cách vậy thôi. Mà tít này, rôn cái nữa. Odette chắc không lấy đâu nhá. Đó. Rồi. Trời ạ, nhưng mà không đủ để, không còn cái thiết bị nhân bản nữa. Ôi giời ơi. Từ các bạn cứ dồn đồ cho Karina như vậy thôi. Cho cái những cái đồ mà các bạn thấy cảm giác nó khỏe nhất đó. Chốt lại là cứ dồn hết đồ cho Karina là đẹp. Tại vì Karina nó sẽ khắc chế mà đúng không? Moscow bạn bắn này rất là ghê luôn đấy. Trời ạ. Trời ơi, nhưng mà không thể ăn nổi được hai con Karina của mình nhé. Đúng không? Vừa có băng thạch này, xong lại vừa có mũ vệ thần bầu trời. Xong lại thêm một tí kiếm giết quỷ, à không phải kiếm giết quỷ.
gọi là tăng thêm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cộng hưởng xạ thủ đi, không lấy tăng sức chứa nữa. Cố để lên đủ 6 6 xạ thủ đi cho các bạn xem cho đẹp. Với cả các bạn này mình biết biết là có thể là sẽ ăn được các bạn. Roll nào. Rồi Moscow lấy về. Hay để tuần sau mình sẽ lên 6 xạ thủ nhỉ. Để tuần sau xem đã nhá. Chắc bây giờ cho lên cũng sợ, tại vì phải lên được cái con Karina 3 thì mình mới tự tin được các bạn. Bạn còn hẳn 44 máu, mình còn 21 máu thôi, mình mà thua phát là xong. Xem tuần này có liệu có ăn được không? Được thì tuần sau mình sẽ đổi sau nhé. Đó. Mình sẽ rồi. Trời ơi. Không biết có ăn nổi không? À vẫn ăn được nha các bạn nhé. Được được. Rồi vẫn ăn được các bạn, chủ yếu dựa vào Karina đó. Vừa hút đam xong vừa gây ra sát thương nhiều nhất. Vậy tuần sau mình sẽ có thể đổi. Chắc là đổi nhỉ. Xong rồi cho Moskov vào là đẹp hơn đúng không? Thay con Karina kia. Đấy. Lấy khiên bất tử cho Lunox nhé. Xong là Matisse thì mình sẽ cho cái pha lê xạ thủ này đi. Được rồi, như vậy là ổn. Nhìn cũng rất đẹp nhưng mà không biết có hiệu quả không nữa. Đó. Bây giờ chỉ dựa, nhưng mà mình nghĩ vẫn ăn được các bạn. Ăn được, đúng rồi. Karina sẽ rất là bá, có thể cân được nhé. Đấy, bắn vào Karina bao nhiêu là mít, mít bấy nhiêu đúng không? Dù bạn có nhiều con 3 sao hơn nhưng mà không thể ăn nổi Karina đúng không? Một mình Karina cân này các bạn. Đó. Bá thật sự nhỉ. Karina lên 3 nữa là mình chắc chắn sẽ ăn. Ăn được không? Ăn được. Đó. Đúng rồi, ai đi theo bắn mid mà. Đấy, mid suốt Karina nó lại đầy máu. Quá hay luôn. Cái gươm tuyệt vọng thì gây, à đây, Karina 3 gây ra lượng sát thương nhiều nhất mà. Lâu lâu mới chơi được đến cái con quái này các bạn. Thế thôi. Bây giờ mình cũng không phải vội vàng rồi. Mình biết là tỷ lệ thắng là nó sẽ rơi vào tầm 80% các bạn. Tại vì Karina nó khắc chế hết rồi. Giờ đồ các bạn đặt như nào cũng được, miễn là chủ yếu dựa vào Karina. Còn những con khác là mang vào gọi là để phụ cũng vẫn rất là quan trọng nữa, nhưng mà quan trọng nhất là Karina nhé. Đó, chả biết đánh cái con quái to được cái gì, con lo này được cái gì. Ailithéo là cũng đẹp các bạn, nhưng mà phải có móng vuốt hát. Có móng vuốt hát không được này. Thôi vậy lấy thiết bị nhân bản đi các bạn, đúng không? Lấy tụ năng lượng đi. Nếu mà có đồ tốc đánh mình sẽ lấy cho ai đi theo, nhưng mà thôi lấy tụ năng lượng. Đó. Bây giờ roll hết nhé, chả mở slot nữa. Ở đây lấy về roll nào. Roll đi. Xem được cái gì nào. Không thấy. Còn lác lác đấy. Rồi đường Moscow. Vậy mình sẽ cho Matisse lên 3 luôn. Đó, như vậy là cũng ổn rồi. Giờ cũng chả, bạn này đội hình cũng được, nhưng mà bị Ailithéo nó, à không phải, bị Karina khắc chế rồi. Thế thôi, nên là rất là khó. Đây các bạn cứ xem là biết. Cũng tùy trận đấu, với cả cơ bản là nhân phẩm. Trận này với cuối mình tốt, không là với thua ba turn là cũng gần đi, cũng gần thua đấy. Rồi ổn nhá. Đó. Vậy là sẽ thắng với các bạn, win chặt rồi. Ok. Tưởng không được top 1. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.